Các bạn thân mến, khi thông tin Google muốn di dời dây chuyền sản xuất sang Việt Nam chưa kịp lắng xuống thì mới đây, cả thế giới lại phải phát sốt trước thông tin gã khổng lồ này sắp xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam. Cùng với siêu dự án kể trên, nền kinh tế số của Việt Nam sẽ nở hoa và gặt hái được rất nhiều thành tựu bất ngờ trong thời gian tới đây. Vậy thực hư ra sao? Đó có phải là sự thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video số hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe, ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Liên quan đến thông tin trên, mới đây, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Google sắp xây siêu trung tâm dữ liệu ở Việt Nam với nội dung đáng chú ý như sau. Theo nguồn tin của Reuters cho hay, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang cân nhắc việc xây dựng một siêu trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Vị trí đang được xem xét là gần thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tạm thời nó chưa được tiết lộ cụ thể. Chưa rõ khi nào Google sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra và trung tâm dữ liệu có thể hoạt động từ năm 2027. Động thái này là một cú hích đáng kể đối với Việt Nam. Từ trước đến nay, Việt Nam vẫn chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu do những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Các tập đoàn công nghệ lớn thường chọn đặt trung tâm của họ ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á hiện nay. Các dự án dạng này thường siêu quy mô nên có mức tiêu thụ điện năng tương đương với một thành phố lớn. Theo công ty tư vấn bất động sản John Lang LaSalle, một trung tâm dữ liệu quy mô lớn với công suất tiêu thụ điện 50 MW sẽ có chi phí vận hành ước tính 300 đến 650 triệu đô la. Theo nguồn tin nêu trên, quyết định của Google được thúc đẩy bởi phần đông khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây trong và ngoài nước Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của YouTube, nền tảng chia sẻ video trực tuyến thuộc Google nhờ sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số. Hiện Google vẫn từ chối bình luận về thông tin do Reuters cung cấp. Vâng, dành cho những ai chưa biết về siêu trung tâm dữ liệu của Google, đây là cơ sở dữ liệu lớn mà Google sử dụng để cung cấp các dịch vụ của mình bằng cách sử dụng kết hợp các ổ đĩa lớn, các nút máy tính được sắp xếp theo các lối đi trên giá đỡ, mạng nội bộ và bên ngoài để kiểm soát môi trường và phần mềm vận hành có mối quan hệ đặc biệt đối với sự cân bằng tải và khả năng chịu lỗi. Hiện tại thì các trung tâm dữ liệu của Google được đặt tại nhiều quốc gia khác nhau thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, ví dụ như là Mỹ, Ý, Úc, Chile, New Zealand, Canada, Israel, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan và Malaysia. Tại Việt Nam, Google hiện chưa đặt bất kỳ trung tâm dữ liệu nào. Vậy nên, thông tin trên đã gây được sự chú ý lớn cho các tập đoàn công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Mặc dù việc xây dựng dự án quy mô chưa được Google xác nhận, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng có khả năng cao. Đây là sự thật bởi nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất là vì tại Việt Nam, Google đang mở một văn phòng đại diện và tuyển dụng hàng chục kỹ sư, chuyên gia tiếp thị và các chuyên gia khác trong các quảng cáo trên LinkedIn. Người phát ngôn của Google chia sẻ với Reuters rằng, chúng tôi hiện có một đội ngũ tại chỗ để phục vụ tốt hơn cho khách hàng quảng cáo tại Việt Nam và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của quốc gia này. Thêm vào đó, Giám đốc điều hành Google Việt Nam Mark Gu còn cho biết thêm LinkedIn vào tháng trước rằng Google cũng đã có mạng lưới nhà cung cấp lớn tại Việt Nam để lắp ráp các sản phẩm của mình, bao gồm cả điện thoại thông minh Pixel. Đây đều là các động thái cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Google trước khi cho xây dựng dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Rõ ràng gã khổng lồ này đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực hùng hậu để vận hành siêu trung tâm dữ liệu trong thời gian tới đây. Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng nữa khiến cho nhiều chuyên gia trong ngoài nước tin rằng Google đang nhắm đến Việt Nam cho khoản đầu tư tỷ đô. Đó là Google đã đưa ra những đánh giá khả quan đối với nền kinh tế số của Việt Nam cách đây không lâu. Với một cái đầu nhảy số nhanh như Google, ông lớn này sẽ không dại gì bỏ qua một thị trường tiềm năng như Việt Nam. Cụ thể hơn, trong một sự kiện mới đây, ông Mark Gu cho biết nền kinh tế số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 11 lần vào năm 2030, đạt mức đáng kinh ngạc 220 tỷ đô la. Tương đương gần một nửa GDP hiện tại của Việt Nam. AI sẽ là một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa dự báo trên. Ông Gu cũng nói thêm rằng hệ sinh thái startup của Việt Nam đã tăng lên 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp trong 8 năm, gần như đuổi kịp các hệ sinh thái phát triển như Singapore và Malaysia. Theo báo cáo Economy Sheets 2023, nền kinh tế kỹ thuật số Đông Nam Á đã tăng trưởng vượt bậc gấp 8 lần chỉ trong 8 năm, đạt giá trị kinh tế 100 tỷ đô la. Sự chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng cùng với sự sẵn sàng về AI của khu vực giúp Đông Nam Á bao gồm Việt Nam được dự báo có thể đạt được lợi ích kinh tế lên tới 835 tỷ đô la vào năm 2030. Cùng với các cộng đồng khởi nghiệp năng động, tỷ lệ người trẻ am hiểu công nghệ chiếm 20% tổng dân số và các chính sách hỗ trợ của chính phủ thông qua chiến lược quốc gia về AI, Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng cơ hội AI.
Còn trước đó, hồi tháng 3, Google cũng đã kết hợp với Temasek và Brand & Company công bố báo cáo tổng quan về nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng của kinh tế số. Báo cáo nêu rõ nền kinh tế số của Việt Nam được dự kiến đạt 45 tỷ đô la vào năm 2025 nhờ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Con số này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn 2023 đến 2025 là 20%. Trong số các ngành nghề cụ thể có sự bứt tốc mạnh mẽ đó là thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, gọi xe công nghệ, đặt đồ ăn trực tuyến và truyền thông trực tuyến với tỷ lệ tăng trưởng dao động từ 15 đến 22%. Ba thành phố lớn có sự tham gia kỹ thuật số cao nhất ở Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây các dịch vụ tài chính kỹ thuật số cũng tăng trưởng nhanh chóng so với mức tăng trưởng ban đầu. Nó được thể hiện qua tỷ lệ tăng trưởng từ 13% cho đến 28% trong giai đoạn 2023-2025 của các nhóm ngành thanh toán kỹ thuật số, cho vay kỹ thuật số, bảo hiểm số và quản lý tài sản kỹ thuật số. Song song đó, giá trị đầu tư tư nhân và lĩnh vực mới nổi tại Việt Nam cũng gia tăng vào nửa đầu năm 2023. Và đây là những lĩnh vực còn tương đối non trẻ ở Đông Nam Á, như các doanh nghiệp B2B, công nghệ y tế, MedTech, công nghệ giáo dục, EdTech, công nghệ cao, AI, Web3, Bitcoin, tiền mã hóa và các nền tảng mua bán bất động sản, ô tô. Do đó, Google đã phối hợp cùng với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động chương trình Kiến tạo tương lai AI Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của quốc gia trong lĩnh vực AI. Sáng kiến tập trung vào hai trụ cột chính, kiến tạo cho nhân tài và kiến tạo cho startup. Mỗi trụ cột giải quyết các lĩnh vực then chốt để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ và củng cố nền tảng để tối đa hóa việc áp dụng AI. Nhìn chung, sự ra đời của chương trình Kiến tạo tương lai AI Việt Nam cùng với Google NIC là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Google thông qua Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Nó thể hiện cam kết và sự hỗ trợ mạnh mẽ của đôi bên trong việc thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam nhằm trang bị cho nguồn nhân lực những kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên AI, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ AI. Đây rất có thể là nền tảng quan trọng để Google tiếp tục cho ra đời siêu trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, để có được kết luận chính xác nhất, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi thêm. Sau hơn 15 năm hoạt động, Samsung đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đô la. Tính từ giai đoạn 2014 đến 2022, doanh thu của tập đoàn này đạt 204,6 tỷ đô la, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 22,6 nghìn tỷ đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của cả nước. Bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, Samsung đã tạo việc làm cho trên 103.000 lao động, trong đó có 41% là công dân Thái Nguyên. Trong đó chưa phải là tất cả những gì mà Samsung đóng góp cho Việt Nam. Suốt thời gian qua, Samsung còn giới thiệu mô hình giáo dục STEM đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và tiếp tục mở rộng sau đó. Bởi vì Samsung luôn muốn chung tay đóng góp vào sự dịch chuyển số của ngành giáo dục Việt Nam. Chi tiết ra sao chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, cách đây khoảng 5 năm, chính xác là vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, Samsung Việt Nam chính thức cho ra mắt lớp học STEM tại ngôi trường Hy vọng Samsung Thái Nguyên và Bắc Ninh trong mô hình không gian mở hiện đại thân thiện với trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, thực hành về STEM với nội dung đa dạng phong phú kết hợp trang thiết bị công nghệ tân tiến của Samsung gồm bảng tương tác thông minh, máy tính bảng, STEM Lego Robotics, máy cắt CNC, máy in 3D cùng với các chương trình bồi dưỡng đào tạo nhân lực. Lớp học STEM mong muốn lan tỏa phương pháp giáo dục STEM trong cộng đồng và giúp các em học sinh Việt Nam mạnh dạn tiếp cận với sân chơi giáo dục hiện đại này. Còn gần đây nhất thì chương trình STEM Membership cũng được Samsung triển khai từ tháng 6 năm 2023. Nó đã thu hút được sự đăng ký tham gia đông đảo của học sinh trung học phổ thông. Trải qua quá trình chọn lọc hồ sơ và tiến hành phỏng vấn, chương trình đã lựa chọn được 10 học sinh xuất sắc, bao gồm 4 học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, 3 học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội và 3 học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Tham gia chương trình, các em học sinh sẽ được đào tạo trong suốt thời gian phổ thông trung học, bao gồm đào tạo nâng cao năng lực STEM qua các khóa học của chương trình Samsung Innovation Campus,
ứng dụng kiến thức STEM vào thực hiện dự án sáng tạo để tham dự cuộc thi Show for Tomorrow, đào tạo nâng cao năng lực lập trình và đào tạo tiếng Hàn chuyên sâu. Không những thế, trong thời gian tham gia chương trình, các em học sinh còn có cơ hội tham dự các hội thảo, trải nghiệm xu hướng công nghệ mới nhất tại tập đoàn công nghệ toàn cầu như Samsung và thăm các trường đại học hàng đầu có hợp tác với Samsung tại Hàn Quốc. Ngoài ra, thì Samsung còn cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các em học sinh với các kế hoạch chung và dài hạn như hỗ trợ 100% học phí khi theo học tại các khoa trường đại học có hợp tác với Samsung tại Hàn Quốc, cơ hội làm việc tại Samsung Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt hơn, Samsung đã và đang triển khai chương trình Sabition for Tomorrow định kỳ để đưa giáo dục STEM đến các trường học ở ba miền và tiếp cận khoảng 10.000 học sinh trên khắp Việt Nam. Điểm xuất phát được xác định là tại trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, Bình Phước, hành trình dự kiến vượt chặng đường hơn 8.000 km. Được biết, Show for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức từ năm 2019. Đến nay, Show for Tomorrow đã trở thành sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến hết năm 2023, chương trình này đã thu hút hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký với gần 5.200 bài dự thi. Tổng giải thưởng của Show for Tomorrow 2024 là 8 tỷ đồng. Trường có đội thi giành giải nhất được tài trợ xây dựng không gian sáng tạo STEM trị giá 70.000 đô la. Còn trong ngày 25 tháng 6 năm 2024 vừa qua, Samsung Việt Nam đã trao tặng phòng học chức năng STEM Lab cho trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, Xuân Phương, Hà Nội. Mục đích chính là mang đến cho các em học sinh tại đây không gian, điều kiện nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, qua đó giúp các em sẵn sàng làm chủ tương lai. Dự kiến trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng các phòng học STEM Lab hiện đại để dành tặng cho nhiều ngôi trường khác ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Và đây cũng là một trong những cách mà Samsung tiến hành phổ rộng phương pháp giáo dục STEM cho đất nước hình chữ S. Nói tiếp về mô hình STEM dành cho những ai chưa rõ, đây là phương pháp học tập mà học sinh được học các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học một cách tích hợp. Thông thường thì các môn học STEM được thiết kế ở dạng chủ đề và học sinh được học kiến thức tích hợp dựa trên các chủ đề này. So với phương pháp giáo dục truyền thống, giáo dục STEM được xây dựng có hệ thống từ các vấn đề thực tiễn, chú trọng tư duy và các khái niệm lớn trong cách mạng 4.0 và các kỹ năng thiết yếu trong thế kỷ 21. Việc dạy và học cũng không bị bó hẹp, thay vào đó, học sinh được đánh giá qua các kỹ năng. Cụ thể hơn, phương pháp giáo dục STEM có nội dung đào tạo bao gồm hỗ trợ học sinh phát triển sự khéo léo, sáng tạo và khả năng liên kết thông tin, từ đó kích thích các bạn trẻ khám phá ra nhiều kiến thức mới hay là nêu ra những sáng kiến bất ngờ trong quá trình học tập. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả bằng những khối Lego nhỏ để học sinh tự mình suy nghĩ cách giải quyết bài toán khó được đặt ra. Rèn luyện sức bền bỉ bằng cách để học sinh tự động phát triển tư duy và kỹ năng cũng như thực hiện các ý tưởng của mình trong một môi trường hoàn toàn khép kín, sẵn sàng tạo điều kiện cho các thử nghiệm thất bại, rồi tiếp tục thử lại cho đến khi đạt được kết quả như kỳ vọng. Song song đó là khuyến khích các cuộc thử nghiệm, làm việc nhóm, khuyến khích áp dụng kiến thức vào thực tế dưới sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại để học sinh phát triển kỹ năng làm việc toàn diện nhất. Ngoài ra, STEM còn rèn luyện khả năng thích nghi để các bạn trẻ vững bước trên con đường tương lai. Vậy nên Hiệp hội các giáo viên dạy khoa học quốc tế Mỹ NSTA, tổ chức uy tín nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục khoa học trên thế giới đánh giá, giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học tập. Trong đó, các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực, nơi mà các học sinh áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào trong các bối cảnh cụ thể, qua đó giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc với các tổ chức toàn cầu để phát triển năng lực học sinh trong lĩnh vực STEM và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế mới hiện nay. Vâng, thông qua những gì mà Samsung đã và đang làm cùng với STEM có thể thấy, với tập đoàn này, nhân tài và công nghệ là hai giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của mình. Theo đó, Samsung luôn lấy con người và công nghệ làm sức mạnh cạnh tranh nền tảng. Và đây cũng là những tài sản quan trọng của một quốc gia trong xã hội hiện đại. Ngoài ra, việc đầu tư phổ rộng chương trình giáo dục STEM tại Việt Nam một lần nữa thể hiện cam kết của Samsung trong việc đồng hành cùng nước bạn triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia, trong đó mục tiêu cấp thiết là phát triển nhanh nguồn nhân lực thích ứng tốt với sự chuyển đổi đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Và đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng đến để trở thành một cường quốc AI tại khu vực và thế giới, bên cạnh việc phát triển khoa học công nghệ cao.
Nói cách khác, để trở thành một cường quốc AI hàng đầu, Việt Nam không chỉ cần một lực lượng lao động có kỹ năng cao mà còn cần một hệ sinh thái khoa học, công nghệ mạnh mẽ. Chính phủ nhận thức rõ được điều này nên đã đẩy mạnh việc áp dụng các chính sách như chỉ thị số 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nghị quyết số 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghệ lần thứ tư. Những chính sách ấy không chỉ tạo điều kiện cho việc ứng dụng AI mà còn thúc đẩy quá trình giáo dục và phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực STEM dưới sự hỗ trợ đắc lực của tập đoàn Samsung. Hy vọng rằng trong tương lai tới, Samsung sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào lĩnh vực phổ cập giáo dục STEM cho Việt Nam, đồng thời phát huy tiếp vai trò cốt lõi của mình trong việc phát triển kinh tế nước bạn cùng với hàng loạt những dự án tỷ đô.